Xin chào các bạn, người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xoắn vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là trứng rán. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xoắn vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là trứng hấp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xoắn vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là trứng ốp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Sao mày lại thả thính anh Hùng thế? Mày thế nào đấy? Không, anh Hùng thả thính mà anh Hùng bảo là anh chúc bé Hùng ngon, mỗi sẽ thay mỗi sẽ thay luôn bé. Ôi ôi, cả tối hôm nay mỗi cắt cắt kiệt luôn mà. Cả tối hôm nay cắt kiệt. Nghe không? Màu xanh của mình này, màu xanh của mình này mọi người, người màu xanh của mình nha. Ai nghĩ chủ đề thì coi nhé. Mới từ qua hôm nay đến hôm nay có mấy hai mà tên giống nhau đấy. Thế á? Tên gì giống? Ví dụ bí ổ. Ví dụ bí ổ thì từ bên kia sang bên này nó chả giống. Bí lợ. Thì không phải mấy cái đấy chị đọc lại mà. Không, nhưng mà nó ở bên kia với bên này thì nó phải khác nhau chứ. Nó là hai cái khác nhau mà. Ờ, có mấy sản phẩm giống nhau đấy chị ơi. Không. Vâng, vân là của Nam Phong. Bởi vì cái môn kia chị nghĩ được khoảng một băng rồi. Thế hả? Làm sao đây? Mà tự nhiên sạch rồi. Xong hôm nay chị sẽ sang làm tên của TikToker. Hôm trước chị đi hội Xuân Nội, và chúng nó họ rủ chị đi tô tượng thì bảo là tao tô xong vẫn hết cả người rồi đây lại còn rủ ta đi tô tượng. Mọi người ơi, mình xỏ màu xanh dương nha. À, mình xỏ màu xanh dương nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu xanh dương nhé. Hôm nay chỉ được 4 phút thôi nhưng mà tự do. Nhưng mà được cái sướng xem phim. Mà quỳ kim lên. Thế anh không đi mua cành gì? Nhưng mà bên hôm qua thì bao nhiêu? Anh vẫn chỉ mua một cây thôi. Ừ, đúng mà tao hôm qua đấy chỉ hôm qua, còn hôm nay không phải chốt đơn hết rồi là lên đủ chỉ tiêu rồi. Không phải chốt đơn hết rồi. Không chỉ là kiểu vẫn đang lưỡng lự rồi, hay chẳng đang lưỡng lự rồi. Nhát của quay. Hôm nay thì đã nhát rồi. Tháng này xin mấy củ, mấy chục củ? Mọi người ơi, màu vàng của mình này, màu vàng của mình đây nha mọi người ơi, đây là màu vàng của mình nha. Thế là nhận đến thời điểm là nó không, nó rồi vậy. Còn mà chị nghe tao đi ra được hả? Sao mình nên tận ba thân nhỉ? Đây này không xứng đáng được chụp ảnh sinh nhật, không xứng đáng được chụp ảnh Noel rồi, không xứng đáng được Halloween nữa, không xứng đáng dừng lại hết tất cả mọi thứ. Cái mồm không dừng được thì phải ảnh dừng ảnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng là mình đẹp đấy. Rồi mai mà vào đây tiếp lại rồi. Chạy 26 chị học ở đây, 26 chị học toán 4 tiết. Không nói nhiều. Nghỉ. Mọi người 6 màu của mình nha. Đây là 6 màu của mình nha mọi người. Mọi người đây là 6 màu của mình. Toán thì học với con bấm của cái kế cũng nhiều. Bây giờ em đã bảo là em đã phép chia lớp 2 mà không biết rồi.
đừng có bảo là bấm máy tính. Vậy là khi biết bấm máy tính để án thôi, để có lực lượng án. Thì năm nay bọn em không làm tự luận mà bọn em chỉ có trắc nghiệm thôi. Năm chó là cái đấy, thứ ba là nhà chiêu. Thế á? Thứ ba là chiêu nó đã trắc nghiệm lên. Nói chung là chẳng sợ gì đâu, không phải sợ. Từ 2010 là bắt đầu trắc nghiệm rồi. Ui, tuần sau chị kiểm tra giữa kỳ rồi đây, chị giờ chị đầu chị... Tuần sau, tuần sau là cái tuần kiểm tra giữa kỳ rồi đấy. Ừ, cái đầu chị bây giờ có cái gì đâu, rộng tuệch. Tuần sau em thi 30 môn, nói chung là tuần sau khả năng thi hết. Tuần sau chủ nhật của chị 4 môn, à 4 tiết toán chị còn đang định nghỉ đây. 4 tiết toán để chị định thi đấy nhá. Ồ, con em làm được một giảm bóng. Mọi người ơi, đây nha, mình kết vòng nhá. Mọi người, mình kết vòng nha. Bao khổ đau để em giữ lại. Người yêu ngu mịn. Người yêu ở tận Vân Nội. Xà biên lên. Chị biết nhà của anh Hồng nhá? Không. Không biết nhà anh Hồng. Cách nhà công. Cách nhà công vài bước. Nhà công mà chẳng biết. Cách ngay cả nhà này. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Nhà tên mày kênh YouTube nha. Nhà chị gần nhà anh Công. Nhà chị gần nhà Nhà chị cách. Nhà chị gần nhà Long. Bốn người nhà gần nhau. Nhà Sơn đẹp lòi. Nhà Thành thì gần nhà anh Kiên. Bốn người để cho mình. Và chị ơn nghĩa cho. Và khi lấy quả cho mày thì anh cứ tệ trách bà đấy. Con gà. Gà? Nhà em có mấy đàn gà. Ôi, chưa đang đặt chưa bao giờ. Chưa đang đặt chưa bao giờ. Giỏi gì cứ bác. Ai cơm. Nói rõ là